Rồi, thì hôm nay mình mới nhận được cái cục nồi Future 125 nè. Của chú này là ở cái mình giấu cái tiệm sửa xe đi ha. Là ở Tân Nhuận Đồng Tháp nha. Nhuận Đông, Tân Nhuận Đông Đồng Tháp. Huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp ha. Đó là người gửi á. Thì gửi cái bộ nồi lên Future 125 để mình làm lại rồi mình gửi ngược trở lại. Nãy là mình nhận là ship là 0 đồng nè. Đó, giờ mình làm xong rồi tiền bạc thì tính sau. Đó, giờ là cũng nhắn Zalo với mình rồi. Đây ha, để tháo ra coi trong đây cái gì. Thì bộ nồi đó, gửi bộ nồi. Đây bộ nồi này là chú yêu cầu mình là làm sao miễn sao bốc rồi thôi ha. Đây bộ nồi đầy đủ nè. Đó. Này ở dưới quê là cũng dán bố cước rồi nè. Chuông rồi này là chủ xe làm vậy, chắc chạy không ok xe kêu mình làm lại thôi. Rồi rồi còn ấy mình nếu mà làm nữa mà về còn về vấn đề xe thì mình sẽ tư vấn với chủ xe. Đó, bộ nồi KZ nha, chưa chờ 125 á. Đây nữa nè. Rồi bộ nồi này là những cái hạng mục cần làm nè. Thì làm sao miếng ngon thôi anh em ha. Thì nồi này là tán cao su lại nè. Lắc tán cao su lại. À, thứ nhất. Thứ hai là mình sẽ thay bố nồi lại với lại tán chuông ra đi chuông có không lại 243 càng dài SCC vô là nồi nó về nguyên bản rồi. Rồi phíp lỗi lò xo là lại một chút nữa để vô số đồ dễ ha. Rồi vô đó là lụm tiền rồi nha anh em ơi. Rồi vậy đi. Rồi thì sau khi mà làm xong thì mình sẽ đóng gói mình trả lại cho chú ha. Mấy cái bịch ni lông này để chút nữa là để cho khỏi lạc đồ nè. Rồi vậy ha. Rồi tiến hành làm thôi anh em ơi. Giờ trước hết là mình ra đã thì mình sẽ tán cao su nồi rồi mở mấy cái này ra hết rồi là thôi. Rồi sẽ tán chuông ra thì mới rửa lại nha anh em. Tháo ba càng ra để rửa lại sau. Rồi cái nồi mà chú gửi lên á thì nói chung là cặp đá nhôm này còn tốt nha anh em. Lò xo thì không có độ gì hết, ở quê mà không có làm độ đâu anh em ơi, ít ha. Chú này cũng lớn tuổi rồi. Rồi nếu mà làm bộ nồi này thành công chú còn đem một cái bộ nồi sa chia lên cho mình làm nó su sa chia đó. Đó là hay ha. Đế nhôm còn tốt. Chuồng heo da đập. Đó chuồng heo là da đập nha anh em. Thì mình sẽ khoan TV ra mình tán lại cao su rồi hết ha. Rồi. Ở đây là nồi sau là lá sắt còn riêng luôn nè. Đó tình hình gửi sao là mình để như vậy nha. Bố thì dán bố cước rồi. Thì giữ lại ba lá sắt này. Thay bố sau FCC nha. Thay bố FCC vô. Rồi thay bố FCC vô thôi. Đây, bốn lá bố FCC. Rồi như vậy là xong của nồi. Với lại lò xo zin này nhưng mà phíp cho nó nặng lên miếng là ok rồi nha. Ok là xong bộ nồi sau. Nồi trước thì tán chuông này ra, tán chuông này ra rồi mình sẽ thay bố ba càng FCC vô, bố ba càng dài FCC nha. Rồi đó nhiêu đây là xong bộ nồi là dễ về trở về một cái chuông có không thấy không, tán chuông có không vô, tán chuông này ra bỏ rồi tháp chuông có không vô là ok. Đây lấy cái chuông nè anh em ơi. Có gì đâu. Rồi, tán cái chuông này vô nha. Đó. Tán chuông nút không vô. Rồi, như vậy là xong combo bộ nồi ha. Giờ tiến hành làm thôi. Giờ tiến hành làm thôi anh em ơi. Rồi, mình sẽ tháp cái chuông mới vô nha. Đây nè. Rồi, tán ra rồi, tháp chuông mới vô anh em ơi. Nè. Ok nha. Rồi về cốt không thôi, tới đâu rồi ba càng rồi mình thay luôn ba càng này nè. Thay ba cao su dẫn chấn nó là chạy ầm ầm thôi. Thấy không? Rồi nha anh em, là full được bộ nồi này, thay bố FCC nè với lại tán RV lại nè. Thay bố sau FCC rồi phít nổi lò xo nồi. Rồi giờ mình sẽ đưa vô để mình trả lại cho. Rồi, mình sẽ trả lại cho chủ xe ha. Đây, phần này xong rồi nè. Rồi bây giờ vô bố ba càng nha anh em ơi. Chuông là tán rồi nè. Chuông tán xong rồi nha anh em. Đẹp trai luôn.
cũ của chủ xe nè, cũng mới làm là chắc chạy không vừa ý anh em ơi. Rồi ba cao su giảm chấn thì cũng mòn rồi, mình thay ba cao su mới nha, nó chai rồi đó anh em ơi. Chai nó xảy ra tiếng da đập cũng kêu nha, thay luôn. Rồi thay ba càng vô anh em ơi. Rồi nha anh em. Rồi sau khi vô mình sẽ vô lại mình gài phe lại là xong rồi nha. Ba kèn với là chuông anh em, là combo chống rung nha. Đó, combo chống rung này. Ok ha. Vô rồi gắn vô lại là ok rồi. Rồi thì xong bộ nồi này mình sẽ gửi về cho chú nha. Xong nói chung là làm hả không tới buổi trời đâu anh em, thì tại vì chú cũng tin tưởng nên hả kêu mình làm thôi. Thì mình gửi đồ về vậy nè, này có ống lót rồi mình gửi về trang ha, tán river nè, nồi này là tán river, rồi thay bố sao FCC, phíp là so, rồi tháp chuông với lại thay bố ba càng FCC. Rồi xong bộ nồi nha anh em, rồi gửi trả về Đồng Tháp thôi.